mang đi mình gửi ở chỗ khác, chỉ để mấy đàn ở nhà thôi, giờ kiểm tra xem nó như thế nào nhá. Thì cái khu vực này đồng bằng nguồn nó cũng không có nên là mình không để nhiều, chỉ khi mùa hoa vải hoa nhãn thì mình mới đưa về đây thôi, mà mình cũng không nuôi nhiều, mình nuôi chỉ chục đàn hay chục đàn thôi, mình đầu tư ít mà chủ yếu là đi làm, và đây là để những cái chỗ khu vực này mình nuôi chơi thôi, nuôi cái theo kiểu đam mê đấy, có đồ để dùng. À, hôm nay mình kiểm tra xem nó như thế nào, lâu lắm mà không kiểm tra, là cái mùa nó khan hiếm mà mình không đầu tư cho ăn nên là mình cũng ít kiểm tra. Hôm nay kiểm tra xem nó như thế nào, theo dõi video của mình nhá. Cái đàn này nó chưa có đông lắm ấy, xong hoa vải hoa nhãn đây nó là 5 6 cầu cơ, nhưng mà giờ nó thụt quân xuống rồi, nó mùa nó khan hiếm nó sẽ đẻ ít đi, quân nó sẽ thụt xuống, nó sẽ giảm quân đi, mình sẽ đưa xem nó như thế nào, mình rũ bớt cầu đi, nếu mà lượng mật trong này nó sẽ ít thì mình sẽ phải đầu tư cho nó ăn xay siro đường để nó phát triển nhé. Giờ bắt đầu là tháng 7 âm lịch rồi, thì tầm tháng 9 là đi, là bắt đầu tháng 9 tháng 10 bắt đầu chăm ong cho nó dần dần để cho nó khỏe lên, nó mát mẻ để vượt đông, xong là qua Tết thì lại chờ thu hoạch hoa vải nhãn thôi. Hai cầu này nó cũng thưa quân đi rồi, mình sẽ rũ cái cầu ong này đi để loại bỏ cái cầu ra. Năm nay nó hoa vải nó không có, năm nay nó mất mùa hoa vải nên là tự dưng không chăm ong nhiều. Đang 5 cầu chắc mình chỉ để 3 thôi, rũ bớt đi, nó cũng thưa thưa đi rồi, đến để 4 xong là khoảng một thời gian sau mình lại bớt đi, nếu mà nguồn ở ngoài nó chưa có thì mình lại phải bớt đi và đầu tư cho nó ăn. Các bạn theo dõi video trên kênh nhớ đăng ký ủng hộ kênh nhé. Nói chung là nó chỉ được 1 2 cầu đầy đầy thôi, còn nó nóng mà nó sẽ đậu ở ngoài và trên nóc thùng, cái nguồn nó không có nên là mùa này nó đang nóng. Mình mang đi những cái vùng mà nó công nghiệp đấy, nó có cái keo mình gửi để cho nó vượt cái hè. Đến bắt đầu đến gần Tết là mình sẽ cầm về, mình lại để trên đây, mình nuôi trên ban công mà nhà mình nó cũng chật nên mình để trên đây, trên nóc nhà đây. Cái mùa này mà để trên đây nóng lắm, mái tôn cũng nóng, mấy tập trung nhiều đàn ở đây nó cạnh tranh nguồn, không không có nguồn, ong nó xuống dốc, để mỗi nơi vài đàn. Cầu này cũng loại đi nhưng mà nó lại còn ít mật nên là mình cứ để đây, để ít nữa mình sẽ rũ tiếp, nay rũ đi 1 cầu thôi. Cái trên cái ban công này nhà mình nuôi đủ các thứ luôn, từ chim đến ong, nói chung là nó cũng chỉ là để giải trí thôi chứ nó cũng không đem lại nhiều lợi nhuận. Có đồ để nhà mình dùng thôi, mùa 10 thì 10 hơn chục thùng ong, mà mùa hoa vải tốt thì kiếm được khoảng vài chục lít mật bán đi để duy trì đàn ong thôi, chủ yếu là đam mê là chính thôi. Cái tấm tôn này vào để
cái nhà hàng xóm nó tối nó bật điện là ông nó thiêu thân nó chết nó phí. Cái chỗ này mình chủ yếu là để trồng cây và để một đàn ong thôi, chỗ này chủ yếu để phơi quần áo, phơi quần áo ngày mưa, trên mình bắn tôn rồi, đây mình để có một đàn ong thôi. Đàn này thì trước nó cũng đông lắm ấy, mà giờ mình nghĩ nó chắc nó cũng tụt quần rồi. Kiểm tra xem nó còn đông con không. Và cái mùa mật nhiều thì mình hay kiểm tra để sợ ong nó chia đàn đấy, nhưng mùa này thì nhìn đâu đâu kiểm tra xem còn lượng mật còn không để mình cho nó ăn thôi, cho nó tự kiếm ăn được thì kệ nó, mình cũng không cần, mùa này cũng không cần nó sinh sản nhiều đông quân vì nó nguồn nó khan hiếm, mà chỉ cần làm sao duy trì ở mức 3 cầu là được rồi, 5-6 cầu mà giờ nó chỉ để ở mức 3 cầu thôi. Dạo này nói chung là vẫn còn đông phết, nó bám kín này, mà lượng mật ở cái đàn này cũng nhiều này, cái đàn bên kia ít, nói chung là còn còn để duy trì là chưa phải cho ăn. Thì ở đây chỗ này mình để có 2 đàn thôi, mà ở xóm này không có ai nuôi, chén ngay mà mình để mình đi thì mặc cái áo khác vào, chứ không mặc áo cọc đốt rứt lắm, lâu lâu không bị ong đốt thì giật mình, từ lúc bị nó đốt đâm ra là thao tác nó cũng vụng, mình làm từ từ nó nhẹ nhàng thôi thì nó không tổn thương, cái thùng nó cũng chặt chặt nên là mình làm nhẹ nhàng. Nói chung là ở mức mức quân cũng bình thường, 3 cầu đông là được rồi, nhưng mà đông quá cho ăn tốn kém, làm sao mức 3 cầu đến tầm qua Tết thì mình bắt đầu mình đầu tư cho nó ăn nó đẻ nhiều. Mình xin kết thúc video này nha, các bạn xem video trên kênh nhớ ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh nhé, bấm chuông thông báo để theo dõi tiếp những chia sẻ sau nhé, xin trân trọng cảm ơn.